các bạn và Kem Thiếu Nhi đang cùng đến với vòng bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại những thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt trong vòng thi bán kết của chương trình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời giới thiệu của các thí sinh. Xin giới thiệu thí sinh đầu tiên của chương trình hôm nay. Học sinh lớp 5-3, trường tiểu học Chương Dương, quận 1. Em rất vui vì đã lọt vào vòng thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Và thí sinh tiếp theo. Em tên là Phạm Phương Trâm, học sinh lớp 5-2, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Em rất vui vì đã lọt vào vòng bán kết của chương trình. Và em mong quý vị khán giả sẽ cổ vũ cho em và các bạn cùng chơi. Chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh chúng ta. Trường Văn Ơn, quận Nhất. Em rất vui khi được tham gia vào vòng bán kết và em mong rằng sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết của chương trình. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Em tên là Trần Duy Ngọc Trâm, học sinh lớp 5-8, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em là sự hạnh phúc khi có mặt trong vòng bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. Em tên là Trịnh Mai Anh, học sinh lớp 5-2, trường Trần Quang Khải. Em rất vui khi được lọt vào vòng bán kết này, mong quý vị ủng hộ cho em và các bạn cùng chơi. Lời giới thiệu của thí sinh tiếp theo. Em tên là Trường Phúc Linh, học lớp 3, trường tiểu học Tân Hương. Em rất vui khi được gặp các bạn ở vòng bán kết, mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho em và các bạn cùng chơi. Và nhân vật tiếp theo của chúng ta. Trịnh Minh Anh, em học lớp 42, trường Nguyễn Văn Ngọc. Em rất vui được gặp lại mọi người. Em mong muốn mọi người sẽ cổ vũ cho em để em được gặp lại mọi người một lần nữa trong vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Và thí sinh cuối cùng của chúng ta. Đây là Mai Lan Trương, em học lớp 5-2, trường tiểu học Trung Nhất. Em rất vui khi được có mặt tại vòng bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho chúng em. Ở vòng 1, các thí sinh sẽ đối diện với 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời, ứng với các phím 1, 2, 3, 4 trên bàn phím các thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm phím để chọn câu trả lời của mình. Trả lời đúng một câu ghi được 1 điểm, sai thì đương nhiên là không ghi điểm. Sau vòng thi này, chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh cùng bước vào vòng 2. Và thưa quý vị, bây giờ hãy cùng ủng hộ các thí sinh với câu hỏi đầu tiên. Theo quy ước quốc tế, tên khoa học của các sinh vật được đặt theo ngôn ngữ gì? Tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, 5 giây bắt đầu. Theo quy ước quốc tế, tên khoa học của các sinh vật được đặt theo ngôn ngữ gì? Được đặt theo tiếng Latin. Câu hỏi này có 2 thí sinh trả lời đúng. Loài vật nào sau đây là động vật không có xương sống? Cá, tôm, chim, rắn, 5 giây bắt đầu. Loài vật nào sau đây là động vật không có xương sống? Đó chính là con tôm. Câu hỏi này có 4 thí sinh trả lời đúng. Chúc mừng các em. Môi trường thuộc đới khí hậu xích đạo có đặc điểm gì? Lạnh quanh năm, nóng ẩm quanh năm, khô hạn quanh năm, lạnh ẩm quanh năm, 5 giây bắt đầu. Môi trường thuộc đới khí hậu xích đạo có đặc điểm gì? Có đặc điểm là nóng ẩm quanh năm. Câu hỏi này có 4 thí sinh trả lời đúng. Ai là tác giả của truyện thơ Lục Vân Tiên? Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, 5 giây bắt đầu. Ai là tác giả của truyện thơ Lục Vân Tiên? Đó là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Truyện thầy bói xem voi trong văn học dân gian Việt Nam thuộc thể loại gì? Cổ tích, thần thoại, ngụ ngôn và truyền thuyết, 5 giây bắt đầu. Truyện thầy bói xem voi trong văn học dân gian Việt Nam thuộc thể loại gì? Thuộc thể loại ngụ ngôn. Câu hỏi này có 7 thí sinh trả lời đúng. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ 6. Ngày hy sinh của ai được chọn làm ngày học sinh sinh viên Việt Nam? Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nhất Chi Mai, Phạm Văn Hai. Ai được chọn làm ngày học sinh sinh viên Việt Nam?
ngày hy sinh của liệt sĩ Trần Văn Hơn. Câu hỏi này có 6 thí sinh trả lời đúng. Chúng ta vừa đến với 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1 và giờ đây là điểm số dành cho các thí sinh. Vị trí của các thí sinh lúc này như sau, tạm ở vị trí dẫn đầu ghi được 5 điểm là Ngọc Trâm và Mai Anh, 4 điểm là Minh Nhi. Ba câu hỏi tiếp theo đòi hỏi các thí sinh hãy hết sức cố gắng và bình tĩnh. Chúc các em thành công. Câu hỏi thứ 7 như sau. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn công ước về điều gì? Bảo vệ quyền tác giả, quyền trẻ em, bảo vệ môi trường, dẫn độ tội phạm, 5 giây bắt đầu. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á phê chuẩn công ước về điều gì? Phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Câu hỏi này có 6 thí sinh trả lời đúng. Tên nước ta hiện nay, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội chọn vào ngày nào? 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 1978, 2 tháng 7 năm 1979. 5 giây bắt đầu. Tên nước ta hiện nay, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội chọn vào ngày nào? Chọn vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Câu hỏi này có 2 thí sinh trả lời đúng mà thôi. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi cuối cùng ở vòng 1. Trong tiếng Anh, ngày nào trong tuần được đặt theo tên vị thần nông nghiệp trong thần thoại La Mã? Thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ bảy. 5 giây bắt đầu. Trong tiếng Anh, ngày nào trong tuần được đặt theo tên vị thần nông nghiệp trong thần thoại La Mã? Đó là thứ bảy, Saturday. Câu hỏi này có 2 thí sinh trả lời đúng mà thôi. Và tiếng liên can này cho chúng ta biết rằng vòng 1 đã kết thúc cùng với 9 câu hỏi của các thí sinh. Số điểm của các thí sinh lúc này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bảng điểm đã có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Ngọc Trâm. Vị trí thứ hai là Mai Anh, Quyết Linh đồng được 6 điểm. Thứ ba, Minh Nhi 5 điểm. Đồng được 4 điểm là Phương Trâm và Lan Trinh. Và đó cũng là 6 thí sinh sẽ cùng có mặt trong vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chúng ta chia tay với 2 thí sinh Thu Trang và Minh Anh. Hai em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cùng tiếp tục ủng hộ cho 6 thí sinh còn lại đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để cho mình uống sữa Fuso mỗi ngày để bảo vệ mình khỏe mạnh. Fuso Gold tăng cường miễn dịch, bảo vệ bé khỏi những tác hại từ nước bẩn, nắng gắt và cả mưa to. Fuso, lựa chọn của mẹ bảo vệ bé yêu. Thế giới hoang dã đầy bí ẩn và bất ngờ, một thế giới hấp dẫn luôn lôi cuốn chúng ta khám phá tìm tòi. Qua bộ phim Thế Giới Hoang Dã, chúng ta sẽ khám phá rất nhiều những điều thú vị trong cuộc sống của các loài động vật với những bản năng sinh tồn, khả năng thích ứng với cuộc sống hoang dã của từng loài vật. Đĩa DVD Thế Giới Hoang Dã 5 và 6 hiện được phát hành tại cửa hàng Trung tâm Dịch vụ Truyền hình số 2729 Quỳnh Thúc Kháng, điện thoại 914-7538. Thông minh mỗi ngày. Nhanh tay lên, đặt ngay bộ máy phần kỳ cố cùng biệt đội siêu nhân Vinamilk. 6 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua vòng 1 để đến với vòng 2. Và bây giờ các em sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên cho mình. Bộ giải mã gồm 10 số từ số 0 đến số 9 ứng với các ký tự. Ban tổ chức sẽ cung cấp đến các thí sinh dãy số và một gợi ý. Các em sẽ giải mã để tìm ra từ khóa là một từ tiếng Anh. Còn bây giờ là đề thi dành cho các em ở phần giải mã. Dãy số 7 sẽ quyết định điểm số của các thí sinh và chọn ra 2 thí sinh
có mặt ở vòng chung kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Lúc này đây chúng ta sẽ cùng dành vài phút để trò chuyện và giao lưu với các thí sinh. Xin chào các em, là thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng loại để có mặt ở chương trình bán kết và cũng đã xuất sắc để có mặt ở vòng 3 này. Lúc này các em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui và không còn hồi hộp nữa. Còn Minh Nghi? Cảm thấy vui nhưng mà vẫn còn hồi hộp. Vẫn còn hồi hộp. Ngọc Trâm thì sao nào? Em thì vui và cũng không còn hồi hộp nữa. Không còn hồi hộp nữa. Khi mà đến đây đã cùng lọt vào vòng 3 này rồi thì chắc chắn lát nữa đây sẽ có một thí sinh sẽ ra về. Như vậy nếu như mà không may mình là thí sinh ấy thì các em có buồn không? Dạ em cảm thấy hơi buồn một chút thôi. Hơi buồn một chút, dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó thì mình sẽ... Dạ, sau đó thì mình sẽ cảm thấy là đây chỉ là một cuộc chơi nên thì vẫn vô đến vòng này thì rất là giỏi rồi. Đúng là như vậy. Còn Minh Nghi thì sao? Nghi có nghĩ giống như bạn không? Có lẽ em sẽ buồn 30 giây. Buồn 30 giây thôi và sau qua tới giây thứ 31 thì mình lại trở nên vui vẻ và lạc quan trở lại, đúng không? Còn Ngọc Trâm? Em sẽ không buồn vì em rất vui. Em đến với chương trình này để học hỏi những kiến thức từ các bạn của mình. Cảm ơn các em thật nhiều và tin chắc rằng các em sẽ có một ngày cuối tuần thật vui. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của vòng 3, lựa chọn thuộc về Lan Trinh. Em chọn câu số 2. Là một câu hỏi ở mức độ dễ. Trảng Bàng, nơi có đặc sản bánh tráng Trảng Bàng nổi tiếng là một huyện của tỉnh miền Đông Nam Bộ nào? Nha Trang. Không phải thuộc Nha Trang. Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh. Lựa chọn thứ hai là của Minh Nghi. Em chọn câu số 26. Phường Bến Thành ở quận nào của thành phố Hồ Chí Minh? Quận 3. Phường Bến Thành thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tiếc là em chưa có câu trả lời đúng. Và bây giờ Ngọc Trâm chọn câu hỏi nào đây? Dạ em chọn câu hỏi số 36. Hy vọng em trả lời đúng câu hỏi này. Tập đầu của truyện Harry Potter tên gì? Dạ, có phải là tên Hòn Đá Phù Thủy? Chúc mừng Ngọc Trâm, em đã có một câu trả lời chính xác. Em đi được một điểm cho mình. Chúng ta đến với lượt lựa chọn thứ hai của Lan Trinh. Em chọn câu số 12. Câu hỏi dành cho em. Bộ phận nào sau đây của cây đàn guitar có tác dụng khuếch đại âm thanh do nó phát ra? Cần đàn hay thùng đàn? Chưa ghi được điểm nào, em sẽ chọn câu hỏi nào? Em chọn câu hỏi số 20. Ban đầu, người ta chế tạo ra xe lửa để vận chuyển hành khách hay vận chuyển than đá từ các hầm mỏ? Than đá. Vận chuyển than đá từ các hầm mỏ. Chúc mừng em ghi được 2 điểm cho mình. Giờ đây là lượt lựa chọn của Ngọc Trâm. Em chọn câu số 17. Trong một tuần trăng, thủy triều lên mạnh nhất là mấy lần? 3 lần. Thủy triều lên mạnh nhất là 2 lần. Trâm chưa ghi điểm với câu trả lời của mình. Bây giờ là lượt lựa chọn thứ 3 của Lan Trinh. Em chọn câu số 30. Người ta phát minh ra TV hay radio trước? Radio. 1 điểm dành cho em, chúc mừng em. Ghi thêm điểm cho mình. Giờ đây là lượt lựa chọn của Minh Nghi. Em chọn câu số 27. Tác phẩm Lập Thành Toán Pháp của Vũ Hữu hay Lương Thế Vinh? Lương Thế Vinh. Đây không phải là một tác phẩm của Lương Thế Vinh mà là của Vũ Hữu. Ngọc Trâm, em đang ghi được 1 điểm. Em sẽ chọn câu hỏi nào tiếp theo? Câu hỏi số 10 ạ. Là một câu hỏi ở mức độ vừa. Nơi nào được mệnh danh là thị trấn Hoa Trái nằm ở độ cao 1560m và là nơi đã từng có tuyết rơi? Chưa đợi tôi đọc hết câu hỏi, em đã có câu trả lời chính xác. Chúc mừng em. 3 lượt lựa chọn của thí sinh đã trôi qua. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các em. Ở vị trí dẫn đầu ghi được 3 điểm là Ngọc Trâm.